Nhờ nhà thuốc tư vấn giúp tôi nên sử dụng trà giảo cổ lam để sắc nước uống hàng ngày hay là nên dùng loại trà túi lọc thì sẽ tốt hơn? Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, theo nhà thuốc thì nếu như là sử dụng trà giảo cổ lam để uống thay nước hàng ngày thì bạn nên sử dụng dạng trà nguyên bản đã sao vàng hạ thổ với những lý do như sau. Trà giảo cổ lam nguyên bản thì sẽ nguyên chất hơn trà túi lọc, bởi vì thành phần trà túi lọc thì thường không thể đạt được 100% nguyên chất mà nó còn có một tỷ lệ nhất định những chất điều vị. Với trà giảo cổ lam nguyên bản thì bạn có thể dễ dàng kiểm tra được chất lượng sản phẩm bằng cảm quan bên ngoài hoặc là bằng khứu giác, bởi vì những loại trà thường tốt thì sẽ có mùi rất là thơm và màu chè xanh tự nhiên. Ngoài ra thì bạn dễ dàng kiểm tra được nấm mốc trong chè, điều mà trà túi lọc không thể làm được. Ngoài ra thì trà giảo cổ lam nguyên bản thì cũng rất là tiện lợi, sợi trà nhỏ đã được cắt ngắn và dễ dàng pha hãm và sử dụng cũng vô cùng là tiện lợi. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.